Chào các em, hôm nay chúng ta tiếp tục cái chương số 3 về động cơ không bộ, nội dung về phần quan hệ điện từ trong động cơ không bộ. Thì nội dung này gồm có 4 phần: thứ nhất là mạch cương, thứ hai là các phương trình cơ bản là mạch điện thay thế, thứ ba là dạng đồ năng lượng của động cơ không bộ, và thứ tư là moment của động cơ không bộ. Phần đầu tiên chúng ta đi vào phần mạch cương. Thì để phân tích cái máy điện không bộ thì chúng ta có thể làm phân tích nó tương tự như là với cái máy biến áp ở chương số 2. Thì đối với cái động cơ không đồng bộ thì cái phần dây quấn sơ cấp, cái phần là dây quấn stator, ta có thể coi tương đương với dây quấn sơ cấp của máy biến áp. Phần dây quấn rotor nó tương đương với dây quấn thứ cấp của máy biến áp. Và từ trường quay nó sẽ truyền năng lượng từ stator sang rotor. Thì cái từ trường quay này nó hình thành từ stator truyền qua khe hở không khí tới rotor, thì nó tương đương với cái mạch từ ở bên máy biến áp. Thì để phân tích cái động cơ không đồng bộ thì làm tương tự như máy biến áp, thì đầu tiên ta sẽ phân tích tới dây quấn phía stator. Thì ta viết được cái phương trình cân bằng điện áp trên dây quấn, trong dây quấn stator, đó là U1 bằng trừ E1 cộng I1 Z1. Thì trong đó U1 đó là điện áp đặt lên một pha dây quấn stator, Z1 là tổng trở phức của một pha dây quấn stator, gồm có R1 và GX1. Rồi E1 đó là cái phần sức điện động pha của dây quấn stator. Thì E1, cái phần E1 sức điện động dây quấn stator ta có thể tính bằng cái biểu thức là 4,44 nhân W1 nhân F nhân K dây quấn 1 nhân phi M. Thì trong đó W1 là số vòng dây quấn stator, K dây quấn 1 là hệ số dây quấn của stator. Thì cái hệ số này nó nhỏ hơn 1. Phi M là cái biên độ từ thông của từ trường quay, gọi là từ thông cực đại. Thì tương tự đối với dây quấn rotor, ta cũng sẽ thành lập cái phương trình cân bằng điện áp trong dây quấn rotor. Thì dây quấn rotor thì ta coi như dây quấn thứ cấp của máy biến áp, nhưng ở đây thì cái dây quấn rotor nó sẽ có sự chuyển động tương đối với từ trường quay, đồng thời là khi động cơ hoạt động thì cái dây quấn rotor nó được nối ngắn mạch, và cái rotor này chuyển động so với từ trường quay, và nó có sự chênh lệch tốc độ với từ trường quay, gọi là tốc độ trượt N2. Thì N2 này nó sẽ bằng N1 trừ cho N1 là tốc độ từ trường quay trừ cho N là tốc độ của rotor, thì nó bằng S nhân cho N1. Và lúc này sức điện động và dòng điện trong dây quấn rotor nó cũng sẽ có tần số là F2. F2 này sẽ bằng S lần M1, S lần F là tần số phía stator, và S là độ trượt. Vậy là cái tần số sức điện động trên dây quấn rotor nó sẽ phụ thuộc vào cái độ trượt S. Thì nếu mà lúc động cơ đứng yên thì độ trượt S bằng 1, lúc này tần số của rotor nó bằng tần số phía stator. Và sức điện động trong dây quấn rotor lúc động cơ đứng, lúc rotor đứng yên thì E2 lúc này nó sẽ bằng 4,44 nhân W2 nhân F nhân K dây quấn 2 nhân phi M. Trong đó W2 là số dòng dây quấn stator, K dây quấn 2 là hệ số dây quấn một pha của rotor thì nó nhầm, và phi M là biên độ của từ thông của từ trường quay. Trường hợp khi rotor quay thì S1 S nó sẽ nhỏ hơn 1, và lúc này tần số sức điện động và tần số của dòng điện rotor nó sẽ bằng S lần F. Và lúc này sức điện động trên dây quấn nó là mình đặt là E2S, thì nó sẽ bằng 4,44 W2 nhân F2 nhân K dây quấn 2 nhân cho phi M. Thì S2 lúc này nó sẽ bằng S nhân cho F. Vậy thì so sánh sức điện động khi rotor nó quay và khi đứng yên, thì khi rotor quay thì ES2 nó sẽ bằng S lần E2 khi mà rotor đứng yên. Thì tương tự điện kháng tản của dây quấn rotor khi quay và đứng yên cũng sẽ
có sự khác biệt theo số S, đó là x f2 thì nó sẽ bằng s nhân x2. Và giữa rotor với stator thì ta có một cái tỷ số gọi là tỷ số biến áp, nó bằng E1 chia E2 và nó tỷ lệ với số vòng dây W1 chia W2 nhân với cái hệ số dây quấn của phía stator và phía rotor, K dây quấn 1 và K dây quấn 2. Thì lúc này ta có cái phương trình cân bằng điện áp lúc rotor quay. Thì lúc rotor quay thì cái điện áp sức vận động cảm ứng ES2 nó sẽ bằng I2 nhân với R2 cộng GX2S. Và ta chuyển với quy đổi cái E2S thành S nhân E2. Và X2S thì bằng S nhân X2. Thì lúc này ta có cái phương trình cân bằng điện áp phía dây quấn rotor lúc mà động cơ lúc mà rotor quay. Rồi tiếp theo thì ta tiếp tục thành lập cái phương trình cân bằng sức tự động. Thì khi động cơ làm việc thì từ trường quay trong máy nó sẽ gồm do cả hai dòng điện phía dây quấn stator và rotor sinh ra. Thì dòng điện trong dây quấn stator nó sẽ sinh ra từ trường quay với tốc độ là N1 đối với stator. Tương tự dòng điện trong dây quấn rotor nó sẽ sinh ra từ trường quay rotor ở tốc độ là N2 so với một điểm ở trên rotor. Thì rotor nó lại quay với tốc độ N so với stator. Thì lúc này ta có thể tính được cái tốc độ của từ trường dây quấn rotor so với dây quấn so với cái stator, đó là lấy tốc độ N2 cộng với N thì ta biến đổi nó sẽ bằng ra là N1. Vậy thì ta sẽ kết luận được là gì? Tốc độ của từ trường dây quấn rotor so với stator thì nó bằng nhau. Tốc độ từ trường quay của stator và tốc độ từ trường quay của rotor nó bằng nhau và không có sự chuyển động tương đối với nhau. Vậy nên từ trường tổng hợp ở trong máy nó sẽ là từ trường quay với tốc độ N1. Và nếu giả sử ta dùng động cơ sơ cấp đã kéo cho rotor quay với tốc độ bằng với tốc độ N1 là tốc độ từ trường quay, thì lúc này ta có thể coi như động cơ đang hoạt động ở chế độ không tải. Tại vì lúc này cái rotor nó chuyển động bằng tốc độ từ trường thì nó sẽ không có dòng điện cảm ứng và sức động cảm ứng trong rotor. Coi như là phía thứ cấp không có dòng điện thì coi như lúc này là cái chế độ này như là chế độ không tải. Thì dòng điện trong dây quấn stator lúc này đã gọi là I0, là dòng điện không tải. Và sức tự động của động cơ khi không tải là M1 nhân W1 nhân K dây quấn 1 nhân cả I0. Thì trong đó M1 là số pha, W1 là số vòng dây quấn, K dây quấn 1 là hệ số dây quấn. Thì khi động cơ quay với tốc độ N nhỏ N1, có nghĩa là lúc động cơ vận hành bình thường ha, thì ta sẽ có sự chuyển động tương đối giữa rotor và từ trường. Thì lúc này sức điện động trong và dòng điện cảm ứng trong dây quấn rotor nó sẽ khác không. Và lúc này dòng điện trong stator ta gọi là dòng I1. Thì lúc này sức tự động của mặt từ động cơ, sức tự động gồm có sức tự động phía stator là M1 W1 K dây quấn 1 nhân I1 và cộng cho sức tự động phía rotor là M2 nhân W2 nhân K dây quấn 2 nhân I2. Thì do cái từ thông phi m trong động cơ, từ thông cực đại nó sẽ không thay đổi, từ lúc có tải lẫn lúc không tải thì từ thông cực đại không đổi. Thì cái phương trình cân bằng sức tự động của động cơ ta sẽ có là M1 nhân W1 nhân K dây quấn 1 nhân Y0, đó là cái sức tự động lúc không tải. Nó sẽ bằng sức tự động lúc có tải, đó là M1 W1 K dây quấn 1 Y1 cộng M2 W2 K dây quấn 2 và Y2 nhân Y2. Thì ta chia hai vế của phương trình cho cái giá trị M1 W1 K dây quấn 1. Thì lúc này ta sẽ biến đổi, nó sẽ có cái biểu thức Y0 bằng
I1 cộng M2 W2 K dây quấn 2 chia M1 W1 K dây quấn 1 nhân cho I2. Thì ta đặt cái tỷ số M2 W2 K dây quấn 2 chia M1 W K dây quấn 1 thì nó bằng là 1 phần KI. Thì KI này gọi là cái tỷ số quy đổi dòng điện từ rotor về phía stator. Thì có thể viết lại cái phương trình cân bằng, gọi là phương trình cân bằng dòng điện ha. I0 nó sẽ bằng I1 cộng I2 phẩy. Trong đó cái I2 phẩy này nó sẽ là 1 chia cho KI nhân với I2. Cái KI này gọi là tỷ số quy đổi ha, giữa dòng điện rotor quy về phía stator. Tiếp theo ta thực hiện biến đổi cái phương trình lúc rotor quay với tần số F2 bằng S nhân cho S. Thì ta thực hiện chia hai vế cho S, ta sẽ có là phương trình 0 bằng E2 trừ I2 nhân cho R2 chia S cộng GX2. Phương trình này là phương trình đã quy đổi tần số rotor về theo tần số phía stator và được chia rút gọn S đi đối với các biểu thức E2 và X2 là để rút gọn cái S. Rồi sau đó ta tiếp tục nhân hai vế phương trình này với cái tỷ số KE nhân KI chia KI. Trong đó KE là cái tỷ số biến áp, KI là tỷ số dòng điện. Thì ta sẽ có là 0 bằng KE nhân E2 trừ cho 1 phần KI nhân I2 nhân cho tổng của KE nhân KI nhân R2 chia S cộng G KE KI X2. Thì ta sẽ có cái phương trình cân bằng điện áp phía rotor quy về phía stator, đó là 0 bằng E2 phẩy trừ I2 phẩy nhân R2 phẩy chia S cộng GX2 phẩy. Thì trong đó E2 phẩy là điện áp phía cái sức động phía rotor đã được quy đổi về phía stator. E2 phẩy nó sẽ bằng KE nhân E2. Rồi I2 phẩy là dòng điện phía rotor được quy đổi về phía stator ha. I2 phẩy nó bằng I2 chia cho KI. R2 phẩy là điện trở phía rotor quy về phía stator. Thì R2 phẩy nó sẽ bằng KE nhân KI nhân R2. Tương tự X2 phẩy nó là điện kháng quy đổi từ phía rotor về phía stator bằng KE KI nhân X2. E1, E2 phẩy gọi là điện áp rơi trên tổng trở của nhánh từ hóa. Thì E1 nó sẽ bằng E2 phẩy và bằng I0 nhân RTH cộng GXTH. RTH là RTH của XTH là trở kháng của nhánh từ hóa. Vậy là ta có phương trình gồm có 3 phương trình ha, phương trình của cái động cơ không đồng bộ gồm có 3 phương trình đã được quy đổi về phía stator. Phương trình thứ nhất là phương trình U1 bằng I1 nhân R1 cộng GX1 cộng YTH nhân RTH cộng GXTH. Cái thành phần YTH nhân RTH cộng GXTH chính là cái E1 ở trong phương trình. Cái phương trình này là phương trình cân bằng điện áp phía stator. Cái thành phần YTH nhân RTH cộng GXTH chính là E1. Tương tự cái phương trình số 2 là phương trình cân bằng điện áp phía rotor 0 bằng I0 trừ I0 nhân RTH cộng GXTH trừ I2 phẩy nhân R2 phẩy chia S cộng GX2 phẩy. Thì cái phần I0 nhân RTH cộng GXTH chính là E2 phẩy. Rồi. Và cái phương trình thứ 3 là phương trình cân bằng dòng điện I0 bằng I1 cộng I2 phẩy. Thì ta thấy ba phương trình này tương tự như ở máy biến áp. Và từ đó ta sẽ xây dựng được cái mạch điện thay thế cho động cơ không đồng bộ tương tự như ở máy biến áp. Trong đó cái phần stator tương đương với điện trở R1 X cái trở kháng là R1 cộng X1.
cái nhánh rota tương ứng với R2' chia S và X2'. Và cái phần nhánh từ hóa là RTH, XTH. Thì đối với sơ đồ thay thế của động cơ không đồng bộ, cái phần tử R2' chia S này nó là phần đặc trưng cho công suất điện từ truyền từ phía stator và rotor. Cái công suất tiêu thụ trên R2' chia S chính là cái phần công suất gọi là công suất điện từ truyền từ phía stator sang rotor. Thì cái phần R2' chia S này ta có thể tách nó thành hai cái thành phần, một là R2' và một thành phần nữa là R2' nhân cho 1 trừ S chia S. Thì ta thực hiện cái việc phân tách biểu thức ra thôi. Thì cái thành phần R2' này sẽ đặc trưng cho tổn hao đồng trong dây quấn rotor. Còn thành phần R2' nhân cho 1 trừ S chia S nó sẽ đặc trưng cho công suất cơ ở trên trục của động cơ. Thì đây là cái đồ thị, cái mô hình đặc trưng cho cái động cơ không đồng bộ với cái hai cái thành phần được phân tách riêng là thành phần tổn hao trên dây quấn và thành phần công suất cơ trên trục động cơ. Còn ở sơ đồ trước thì nó gom chung lại, nó là cái thành phần R2' chia S này là cái thành phần đặc trưng cho công suất điện từ, về điện từ. Một dạng sơ đồ thay thế nữa, được gọi là sơ đồ đơn giản, thì ta thực hiện đưa cái nhánh từ hóa ra phía trước. Bây giờ đặt nó là R0 và X0, thì R0 nó sẽ bằng R1 cộng RTH. Cái nhánh từ hóa này ta chuyển ra phía trước, ta sẽ cộng thêm R1 vào RTH để trở thành điện trở R0. Và XTH chuyển ra phía trước thì nó sẽ được biến thành X0, nó sẽ bằng là X1 cộng XTH. X1 cộng XTH chuyển nó ra phía trước. Thì cái sơ đồ bên phải này là sơ đồ đơn giản hóa. Nó sẽ ta việc thực hiện tính toán trên cái mạch này nó sẽ đơn giản hơn so với cái mạch phía trước. Phần số 3, chúng ta sẽ đi vào phần giảng đồ năng lượng và hiệu suất của động cơ. Thì tương tự như máy biến áp, đối với động cơ không đồng bộ, ta cũng có giảng đồ năng lượng thể hiện cái dòng công suất đi qua cái động cơ. Ngõ vào là công suất V1 cấp cho động cơ, tới ngõ ra là công suất ra đầu trục động cơ. Thì ở đây B1 là công suất tiêu thụ. B1 sẽ bằng 3 UI cos phi, công suất điện nhận từ lưới. Delta BCU1 là gọi là tổn hao đồng trên dây quấn stator. Thì delta BCU1 nó sẽ bằng 3 nhân giá I1 bình phương nhân R1 là điện trở dây quấn stator. Cái tổn hao thứ hai là tổn hao sắc, rồi tổn hao trên lõi sắc stator. Thì đối với động cơ không đồng bộ thì tổn hao sắc chủ yếu là nằm ở trên lõi sắc stator. Delta BPL sẽ bằng 3 nhân giá I0 bình phương nhân RTH điện trở từ hóa. Thì cái thành phần công suất tới đây nó là B điện từ ha. Thì ta sẽ có B điện từ nó sẽ bằng B1 trừ cho delta BCU1 cộng delta BPL. B điện từ sẽ bằng công suất điện ngõ vào trừ cho hai cái tổn hao là tổn hao đồng 1, tổn hao trên dây quấn stator, và tổn hao sắc, tổn hao trên mặt từ. Và cái thành phần này có thể được tính bằng 3 nhân cho I2 bình phương nhân cho R2, 3 nhân I2 bình phương nhân R2' chia S. Đó là cái thành phần công suất trên cái điện trở R2' chia S trong cái mặt tương đương. Thì đây là B điện từ, công suất tiêu thụ trên cái điện trở R2' chia S trong cái sơ đồ tương đương. Rồi tiếp theo đó là cái tổn hao đồng 2, là tổn hao trên dây quấn của rotor, tổn hao đồng trên dây quấn rotor. Thì delta BCU2 nó sẽ bằng 3 nhân giá I2' bình phương nhân R2',
R2 phẩy là cái điện trở đặc trưng cho tổn hao đồng ở trên dây quăng proton. Thì ta có thể tính đáp án S nhân B điện từ. S nhân B điện từ. Tới đây ta sẽ có B cơ là công suất cơ. Thì B cơ nó là bằng B điện từ trừ cho delta BCU2. B điện từ là công suất điện từ truyền từ phía stator sang rotor, và nó bị tổn hao trên dây quấn rotor, tổn hao đồng 2. Sau đó ta sẽ thu được B cơ là phần công suất cơ. Rồi, thì B cơ bằng B điện từ trừ cho delta BCU2, và ta có thể biến đổi nó là bằng 3 nhân Y2 phẩy bình phương nhân R2 phẩy nhân cho 1 trừ S chia S. Thì ta thấy đó chính là cái phần công suất tiêu thụ ở trên cái điện trở trong cái mạch điện tương đương là R2 phẩy nhân cho 1 trừ S chia S. Thì đây là cái phần điện trở đặc trưng cho công suất cơ. Công suất cơ trên trục công cơ. Và ta cũng có thể biến đổi tương đương nó ra thành 1 trừ S nhân cho B điện từ. Thì đó là phần công suất cơ của động cơ. Thì ngã ra của động cơ thì nó sẽ qua các cái tổn hao cơ và tổn hao quạt gió. Thì nó sẽ có ta từ cái công suất B cơ, ta trừ đi hai cái tổn hao cơ và tổn hao quạt gió, thì ta sẽ có công suất hữu ích trên trục động cơ là B2. Vậy thì đúc kết lại trong cái sơ đồ giảng đồ năng lượng, thì tổng các cái tổn hao ở trong động cơ nó là gồm có delta BCU1 là tổn hao đồng trên dây quấn stator, delta BFE là tổn hao sắt trên loại sắt stator, delta BCU2 là tổn hao đồng trên dây quấn rotor, delta B cơ và delta BF là các cái tổn hao cơ và tổn hao quạt gió. Thì đó là tổng các tổn hao trong động cơ. Thì công suất hữu ích ngã ra của động cơ B2 nó sẽ bằng B trừ cho tổng tổn hao. Tiếp theo ta nói về hiệu suất của động cơ. Thì hiệu suất của động cơ sẽ được tính là eta nó sẽ bằng B2 chia B1 nhân 100%. Thì bằng B1 trừ cho tổng tổn hao đến sigma delta B chia cho B1 nhân 100%. Ngoài ra ta có thể tính hiệu suất theo một cách gần đúng như sau. Eta, hiệu suất eta sẽ bằng B2 chia cho B2 cộng B0 cộng KT bình nhân BN nhân 100%. Thì trong đó KT gọi là hệ số tải, nó sẽ bằng tỷ số dòng điện chia cho dòng điện định mức, gọi là hệ số tải. Thì ở đây B0 gọi là cái tổn hao không đổi, hay còn gọi là tổn hao không tải. Cái tổn hao này nó sẽ không thay đổi và không phụ thuộc tới tải. Thì tổn hao không đổi này nó sẽ gồm có delta BFE cộng delta B cơ cộng delta BF. Tổn hao này sẽ không phụ thuộc vào tải, không phụ thuộc dòng điện tải. Khi dòng điện tải tăng lên thì tổn hao này vẫn không thay đổi. Và delta BN là tổn hao trên điện trở dây quấn stator và dây quấn rotor khi dòng điện tăng định mức. Thì delta BN, cái BN này nó sẽ thay đổi nếu tải thay đổi. Phần tiếp theo, dung phần số 4 sẽ là moment của động cơ không đồng bộ. Thì phương trình cân bằng moment của động cơ là M điện từ. Moment điện từ sẽ bằng M0 cộng M2. M0 là moment của moment không tải, gọi là moment không tải, là cái phần moment do cái tổn hao cơ và tổn hao quạt gió gây ra. M2 là cái phần moment phụ tải, moment cho cái tải cơ ở trên trục động cơ B2 chia omega.
trong đó omega là tốc độ gấp của rotor bằng 2 pi nhân n chia 60. Thì cái phương trình cân bằng moment này, cái thành phần moment điện từ cũng là moment cơ ha, thì nó bằng tổng moment m0 là tổng moment gia các cái tổn hao cơ, và moment m2 là moment của cái tải cơ trên trục động cơ. Thì đồng thời cái moment điện từ nó cũng bằng b điện từ chia omega, omega 1, b điện từ chia omega 1. Thì omega 1 là tốc độ của từ trường quay, nó bằng 2 pi nhân n1 chia 60, hoặc là 2 pi nhân f chia cho b. Thì đối với cái mô hình động cơ không đồng bộ thì ta có cái sơ đồ gần đúng, nó sẽ giúp ta tính được cái dòng điện I2' chạy trong mạch rotor. Thì dòng điện I2' này sẽ tính bằng U1 chia căn bậc 2 của R1 cộng R2' chia F bình phương cộng X1 cộng X2' bình phương hai căn. Và thế vào biểu thức moment điện từ, thế I2' vào biểu thức tính moment điện từ I2' chỗ này, thì ta sẽ có được cái biểu thức M điện từ sẽ bằng 3 nhân cho B U1 bình phương R2' chia S chia cho 2BF nhân cho R1 cộng R2' chia S bình phương cộng X1 cộng X2' bình phương. Thì trong biểu thức này thì B này là số đôi cực động cơ. Thì từ đó ta có thể thấy moment điện từ nó sẽ tỷ lệ với bình phương của điện áp U1 bình phương. Thứ hai là moment điện từ tỷ lệ nghịch với điện kháng của động cơ, R1 cộng R2' chia S bình phương cộng X1 cộng X2' bình phương. Thứ ba là moment điện từ là hàm số của độ trượt. Thì moment điện từ nó sẽ phụ thuộc vào cái độ trượt S. Thì khi khởi động động cơ thì ta có độ trượt S sẽ bằng 1. Và moment lúc khởi động động cơ MM nó sẽ bằng biểu thức moment điện từ ứng với lúc S bằng 1. Ở đây R2' chia S thì S bằng 1 bỏ đi. Ở đây cũng vậy ha, biểu thức có S sẽ bỏ S đi. Và ở đây là cái đồ thị moment điện từ M theo hệ số trượt S, hàm số của moment theo độ trượt S. Thì để người ta muốn tìm cái điểm moment cực đại này thì ta sẽ thực hiện việc khảo sát hàm số của cái đường điện tính cơ này. Thì muốn khảo sát cái hàm số này thì ta lấy đạo hàm của cái hàm số theo độ trượt, đạo hàm của moment điện từ theo độ trượt S và cho nó bằng 0. Thì giải cái phương trình này, ta sẽ tính ra được độ trượt S khi moment điện từ cực đại, thì ta gọi độ trượt này gọi là độ trượt tới hạn. Thì độ trượt S M, độ trượt tới hạn sẽ bằng R2' chia cho căn bậc 2 của R1 bình phương cộng X1 cộng X2' bình phương. Và ứng với lúc độ trượt tới hạn thì moment là cực đại, M max sẽ bằng 3B nhân U1 bình phương chia cho 4BF nhân R1 cộng X1 cộng X2'. Và nếu muốn mở máy ứng với moment cực đại thì ta phải thêm điện trở phụ vào rotor để cho hệ số trượt tới hạn SM nó bằng 1. Thì lúc mở máy là hệ số trượt bằng 1. Thì cái giá trị điện trở phụ cần thêm vào nó sẽ bằng X1 cộng X2' trừ R2'. Việc thêm điện trở phụ chỉ thực hiện được với rotor dây quắn.